Hello everyone, welcome back to my class, okay? Hello, welcome back to my class, okay? Xin chào các bạn nha, chào các bạn quay trở lại nha, hello. Okay, let's work out a little bit, okay? Let's work out. Okay, mình sẽ cùng work out một chút nha, các bạn nha. Âm L mình uống lên nào. Left. Good, next one. Right. Good, back. And front, okay? Minh Sơn nha, Minh Sơn bật cao lên, Minh Sơn bật cao lên. Ok nào. Đúng rồi, put your hands up, ok, hands up, ok, sang trái nào. Left. Left. Next one. Right. Ok, back. And front. Ok. Good. Next one. Có rất nhiều bạn đã phát âm cực kỳ chuẩn theo những cái bài tập của thầy nhá. Các bạn phải làm theo thầy thật nhiều vào nào. Left. Ok, right. Back and front. Okay, good. One more time. Left, right, back and front. Okay, good. Okay. Bạn Trần Anh Minh tên là gì nhỉ? Bạn Trần Anh Minh. Okay, số 35 nào. Tại sao bạn tên là Trần Anh Minh nhỉ? Hello. What's your name? Bạn tên là gì nhỉ? Bạn đổi đúng đúng tên thật xem nào. What's your name? Bạn số 35. Bật 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 mic lên. Ok, bạn lại không biết bật mic à? Ok, các bạn đổi đúng tên nhá, đổi đúng tên để đúng tên đi nhá. Okay. What's your name? Hôm nay thầy đóng học về học đấy. Đi. What's your name? Bạn tên là gì nhỉ? Rồi, ok, các bạn nhớ để đúng tên nha, để đúng mã của lớp. Ok, good. Ok, let's continue. Mình học tiếp các bạn nha. Continue. Let's continue. Các bạn comment nào, let's continue. Nào, chúng ta tiếp tục nào. Let's continue. Nào, chúng ta tiếp tục. Ok, continue. Cả lớp nhắc lại cho thầy nào. Let's continue. Phẩy S này nghĩa là chúng ta các bạn nhé. Apostrophe S means us. Như chúng ta. Everyone, let's continue. Bạn comment đi. Please leave a comment. Okay. Let's continue. Và thứ nhất một số bạn như Minh Hiếu này. Minh Hiếu này không được comment linh tinh này. Quang Huy nhá. Quang Huy Minh Hiếu này. Ok, Thanh Trúc này, không được comment linh tinh nha. Sẽ bị ra khỏi lớp đấy. Này. Rồi, các bạn comment đi. Let's continue. Nào, chúng ta cùng tiếp tục các bạn nha. So next, we are going to learn about motivation, ok? Motivation, ok? Mình sẽ học tiếp về cái phần tạo động lực các bạn nha. Motivation. Motivation. Ok. Và thầy nhắc lại các bạn nhá. Các bạn là cái link mà học tối thứ hai, thứ năm ấy. Nếu không có thông báo gì thì là vẫn như cũ các bạn nhá. Bạn hiểu không nhỉ? Các bạn comment code đi xem nào. Comment hoặc là all you say understood. Các bạn hiểu. You understand, ok? Understood, đã hiểu nào. Got it. I got it. Tôi hiểu rồi. I got it. Please comment I got it. Ok. Các bạn cứ đúng giờ các bạn vào thôi. Trừ khi mà thầy phải thông báo các bạn nhé. I got it. Rồi. Ok, tiếp tục nào. A year from now. A year from now. A year from now. Một năm kể từ bây giờ, you may wish, bạn có lẽ ước rằng. You had started today. Bạn đã bắt đầu ngày hôm nay các bạn nhé. Một năm kể từ thời điểm này thì bạn có lẽ bạn ước rằng bạn đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Year from now. Okay. You may wish. You may wish. Có lẽ bạn đã ước rằng. Bạn ước rằng. You had started. Today.
một năm từ bây giờ. Bạn có lẽ ước bạn đã bắt đầu hôm nay. Okay, you understand? Hello, nhắc lại cho thầy nào. A year from now, you may wish you had started today. Okay, again. Một năm kể từ bây giờ, bạn có lẽ đã ước là bạn đã bắt đầu hôm nay. Nếu bạn muốn học bất cứ cái kỹ năng gì, muốn làm bất cứ cái gì, do it now. Bạn ơi, comment này, do it now, làm ngay bây giờ. Never postpone, ok, làm ngay bây giờ. Đừng mơ trí hoãn, never postpone anything, ok. Còn comment này, do it now, làm ngay. Làm gì là phải làm ngay, do it now. Đừng trì hoãn các bạn nhé, do it now. Ok, nhanh lên, tại vì sao? Why? Because we have limited time to live. Tại vì chúng ta có thời gian sống trên trái đất này là giới hạn, các bạn nhé, limited. Giới hạn. We have limited time to live. Là giới hạn thời gian các bạn nhé. Thời gian. So if you really want to do something, do it now. Nếu bạn thực sự muốn làm cái gì, các bạn phải làm ngay bây giờ. Limited time, you do it now, okay? Never postpone, không bao giờ trì hoãn các bạn ơi, never postpone. Không bao giờ postpone, ok, trì hoãn. Không bao giờ trì hoãn các bạn. Trì hoãn. Okay. Never postpone, ok. Cảm ơn bạn. Comment in, never postpone. Không bao giờ trì hoãn các bạn. Postpone. Never postpone, ok. Và cái hối hận nhất của các bạn là hối hận nhất khi mà người ta trước khi người ta rời khỏi trái đất này là người ta bảo là gì ạ? Đã trì hoãn. Người ta trì hoãn quá lâu. Rất là nhiều bạn cứ trì hoãn để học tiếng Anh. Phải học ngay bây giờ. Do it now, learn it now, ok? Never postpone, ok? Không bao giờ trì hoãn các bạn nha. Rồi, next one. Về thầy sẽ mời bạn đọc nào. Ok, please read it, ok? Xin mời bạn Hằng nha, bạn Hằng đọc đi. Repeat out to me. A year from now. Bảo tư. Ok, cả lớp nhắc lại cho thầy và bạn Hằng nào. A year from now. Year from now. You may wish. You may wish. Wish. And how? Wish. Wish. You had started today. You had started. Okay, bạn Hằng xem lại cái mic của bạn nhé. Mic của bạn hơi bé. Okay. Xin mời Duy Kiên xem. Repeat out to me. A year from now. A year from now. You may wish. You may wish. Okay, mơ nào. May wish. May. W rồi. Wish. Cả lớp bài. Wish. May wish. You had started today. You had started today. Okay, really good. Thank you again. You're welcome. You're welcome. Tuyệt vời. Okay, next one. Tiếp theo các bạn nhé. Okay. Only I can change my life. No one can do it for me. Chỉ có tôi mới thay đổi được cuộc đời của tôi. No one can do it for me. Không ai có thể làm điều đó cho tôi được. Các bạn đồng ý không? Các bạn đồng ý, các bạn hãy comment là I agree xem nào. Plus comment I agree. Tôi đồng ý xem nào. Nghe chỉ có các bạn thôi mới thay đổi được cuộc đời. Chỉ có các bạn mình giúp các bạn giỏi tiếng Anh hơn được thôi. Và chỉ có các bạn mới thay đổi cuộc đời. Đời các bạn, okay. Không phải bố mẹ các bạn, không phải những người xung quanh, mà chính bạn. It's only you can change your life. You understand? Chỉ có bạn mới thay đổi cuộc đời của bạn thôi. Và chỉ có bạn mới giúp bạn học giỏi tiếng Anh thôi.
Thầy chỉ sẽ chỉ cho bạn con đường. I will show you the way. I will coach you. I will push you. Okay? Thầy giúp các bạn. Thầy sẽ coach cho các bạn. Thầy sẽ push các bạn. Thúc đẩy các bạn. Nhưng chỉ cho các bạn làm nhiều. Just do it. Comment đi. Just do it. Làm đi. Học đi. Làm theo những gì thầy nói thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Just do it. Làm đi. Comment đi. Just do it. Just do it. Làm đi. Chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Okay. Và một việc thầy luôn luôn nhắc đi nhắc lại là gì ạ? You have to install the software Grammar 3.1. Còn phải cài cái phần mềm Grammar 3.1. Còn comment đi. Phải cài. Thầy đã bày các bạn rồi. Các bạn phải cài, phải học nhé các bạn nhé. Grammar 3.1. Hoặc là cài cái app là gì ạ? For English. Hoặc là cài thêm cái app nữa là For English. Còn vào App Store. App Store hoặc là Google Play. Con hiểu nhỉ? Các bạn comment just do it, cài đi. Đây thầy sẽ gửi các bạn cái này ở trong cái nhóm của lớp nha. Đấy, bạn vào nhóm của lớp đi nha. Join our class, ok. Trong nhóm này không chat được đâu. Đấy các bạn vào nhóm này thầy sẽ gửi cho các bạn link này mà cài đặt. Luôn luôn nhắc đi nhắc lại các bạn ạ. Ok, wait a second. Đây, nhóm này đã gần 200 thành viên rồi. Rất là tuyệt vời các bạn nha. It's awesome, ok. Rất tuyệt vời các bạn tham gia nhóm đi. Thầy sẽ gửi link cho các bạn này. Các bạn quét mã Zalo hoặc là... Đây, các bạn quét mã đi hoặc là... Link, hoặc là thầy đã gửi link cho các bạn đấy nha. I send you the link, ok. Rồi các bạn vào đi, vào nhóm đi, ấn vào link Zalo nhanh lên, faster. Thầy sẽ gửi link download và link cài đặt cho các bạn nhé, link download và hướng dẫn cài đặt vào trong nhóm. Okay, 202 thành viên rồi, tuyệt vời. Okay. Okay. Good. Và các bạn lưu lại link này, tungchan.edu.vn. Bạn phải xem phim hàng ngày ở trên website này nhé. tungchan.edu.vn. Và thầy sẽ gửi cái link để các bạn xem phim luôn gọn nha. Còn vào nhóm chưa? Nhanh lên, faster. 210 thành viên rồi, nhanh lên, faster. Các bạn quét mã Zalo đi, nhanh lên. Ok, faster. Faster, faster. Thầy sẽ gửi cho các bạn cái link nha. Đây. Xem phim hoạt hình siêu hay, sóng ngữ để các bạn đam mê, các bạn học hơn. So you will have passion for learning English. Thầy làm gì các bạn cứ làm theo thầy thì chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Đây, rất là nhiều trợ lý của thầy và thầy đã làm sắp cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần phải vào học thôi. Đây này, rất là nhiều video có sắp luôn. Thầy gửi cho các bạn trên nhóm nha. Còn vào nhóm đi, nhanh lên, faster. Đây, bài tập về nhà các bạn viết xuống đi. Homework. Watch movies every day, ok? Hay xem cartoons every day, hay xem phim hoạt hình hàng ngày. Rồi, các bạn hiểu không nhỉ? Còn ai cam kết các bạn sẽ làm xem nào? Các bạn cam kết với thầy không? Rất là đơn giản, đúng không? Có tính kỷ luật. Ok. Còn comment này, just do it, làm đi. Chắc chắn các bạn sẽ giỏi. Còn comment này, just do it. Và chỉ có bạn mới giúp được bạn thôi. Chỉ có bạn mới giúp được bạn thôi. Only you can change your life. No one can do it for you. Không ai làm được cho các bạn hết. Just do it. Làm đi. Là sẽ được. Đó nha. Làm đi là sẽ giỏi. Làm theo thầy. Only I can change my life. Thầy có dạy giỏi nếu các bạn không làm thì cũng không bao giờ có kết quả. Đấy. No one, không ai can do it. Khẳng định với họ luôn, thầy là một trong những học sinh học giỏi tiếng Anh nhất lớp, nhất trường của thầy ngày xưa. Và thầy học trường Ngoại thương. Thế là trường Ngoại thương là một trong những trường tốt nhất của Việt Nam các bạn nhé. Trường Ngoại thương lấy điểm vào rất là cao. Okay. Công Bảo vào đi. Thầy đã gửi link hôm nào không gửi mà không vào được thì chịu đấy. Công Bảo nha, vào đi. Rồi, ok các bạn nha. Only là chỉ này.
Tôi có thể thay đổi my means của tôi này. Life là means cuộc đời. Chỉ tôi có thể thay đổi cuộc đời của tôi. No one, không ai. Can means có thể này. Làm nó cho tôi. Ok, repeat after me. Nhắc lại cho thầy. Ok, bé Ngân này, Khương Nguyễn nha, dừng lại nha. Trước khi bị kích ra. Ok. Còn đồng ý là mình sẽ không spam không? Bạn comment sure đi. Rất là mất thời gian nha các bạn. Sure, chắc chắn rồi. Mình phải gương mẫu chứ đúng không? Sure. Comment đi, sure. Để đỡ thầy mắc. Nhắc mất thời gian nha. Ok, good. Awesome, tuyệt vời. Xin mời bạn Minh Sơn à. Minh Sơn đọc đi, để thầy cho Minh Sơn đọc. Rồi, Minh Sơn đọc đi. Ok, repeat. Only I can change my life. I can change my life. No one can do it for me. No one can do it for me. For me, chú giọng à? For me. For me. Good, awesome. Thank you. You're welcome. Yes, okay, good. Thấy Minh Sơn thay đổi rất là nhiều đấy. Okay. Và Minh Sơn đã nói chuẩn rất là nhiều so với ngày trước. Okay. Các bạn comment này. Congrats. Congrats, Minh Sơn nha nào. Congrats. Chúc mừng, Minh Sơn. Còn, chúc mừng đi. Bạn này. Congrats. Congrats. Chúc mừng. Minh Sơn. Còn comment này, congrats Minh Sơn, okay, congrats, congrats, okay, or congratulations, okay, chúc mừng, congrats. Rồi, tuyệt vời. Đấy, mình hãy chúc mừng các bạn để mình cũng tiến bộ theo, các bạn nhé. So, congrats, your friends. Next one, tiếp theo bạn này. Education is the most powerful weapon. Nghĩa là giáo dục là cái vũ khí mạnh mẽ nhất, which you can use to change the world. Giáo dục Nelson Mandela. Okay. I biết ông Nelson Mandela nào? Các bạn comment là I know xem nào. Hay comment I know, tôi biết nào. Hay comment này, I know, tôi biết. Ai biết không? Do you know Mr. Nelson Mandela? Okay. Tổng thống của Nam Phi. Okay. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi gọi nha. I know. Giáo dục là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất bạn sử dụng để thay đổi thế giới. Và đầu tư vào giáo dục là lãi nhất các bạn ạ. Okay. So you invest in education is the most profitable. Okay. Profitable. It's very profitable. Rất là lãi. Bạn phải đầu tư vào giáo dục các bạn nha. Rất là lãi. Comment đi. Very profitable. Rất lãi các bạn, rất lãi. Hãy đầu tư vào, okay, invest in your head, okay, các bạn hãy đầu tư vào giáo dục, cam kết với các bạn rất là lãi. Okay, very profitable, okay, rất là lãi. Okay, các bạn để đúng tên thật nha, để được gọi nha các bạn nha. Ok, good. Next one. Để thầy giải thích câu này đã. Wait a second. Ok, education. Các bạn ghi bài đi. Education. Write down the new words. Is the most powerful weapon which you can use to change the world. Okay. Bạn có thể dùng để thay đổi thế giới. Okay. Education means giáo dục này. Là the most, là nhất. Nhất này. Đầy sức mạnh. Okay. Đầy sức mạnh các bạn nha. Weapon
Weapon là vũ khí này. Đấy. Mà bạn có thể use means sử dụng, gọi là sử dụng. Change means thay đổi. Thế giới. The world. Okay. Bạn nào đọc lại cho thầy nào. Repeat after me. Education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới. Ok, thầy xin mời một bạn đọc nha, để thầy sửa cho. Ok. Xin mời bạn. Wait a second. Còn English Mastery các bạn bật cao lên nhá. Xem qua thầy gọi nào. Ok. Xin mời bạn Huỳnh Thị Trúng đi. Cho bạn Huỳnh Thị Trúng nha. Rồi bạn đọc thế này nào. Education. Education is the most powerful. Is the most powerful. Okay, peanut. Powerful. Powerful. Okay, good. Weapon. Weapon. Đọc đi nào. Weapon. Weapon. Okay, good. Which. Which. You can use. You can use. To change the world. To change the world. Okay, good. Good. One more time. Change the world. Change the world. No, đâu nhỉ? World. World. Okay, chữ L mình uốn lên chữ D là the world. The world. Okay, good. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Yeah. Next one. Tiếp theo các bạn nha. Next. Okay. Doubt kills more dreams than failure ever will. Nghĩa là gì ạ? Sự nghi ngờ thì giết nhiều giấc mơ hơn là sự thất bại sẽ là doubt kills. Bạn làm cái gì đừng mơ giờ nghi ngờ bản thân gọn nha. Chắc chắn các bạn sẽ giỏi tiếng Anh. I'm sure that you will be really good at English. Các bạn chắc chắn là các bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Bạn nào chắc chắn là bạn sẽ giỏi tiếng Anh nào? Các bạn comment là sure xem nào. Sure. Comment là sure đi. Sure. Và comment là I'm so sure. Tôi rất chắc chắn luôn. I'm so sure. Chắc chắn. Tôi chắc chắn. Tôi rất chắc chắn các bạn. Nghe các bạn này. I'm so sure. I'm so sure. Okay, tôi rất chắc chắn các bạn nhé. Là bạn sẽ giỏi nhé. I'm so sure. Ok. Rồi, học câu này nào. I'm so sure. Ok. Các bạn phải tin là các bạn giỏi anh đã. Đừng bao giờ nghi ngờ cái việc này. Các bạn cứ làm thế này. Doubt kills more dreams than failure ever will. Okay. Doubt là nghi ngờ. Kills giết này. Nhiều dreams những giấc mơ các bạn nhá. Còn failure là thất bại sẽ. Ok. Doubt kills more dreams than failure ever will. Nghĩa là sự nghi ngờ sẽ giết nhiều giấc mơ hơn những thất bại sẽ là. Ok, chọn nha. Rồi.
Thầy xin mời bạn nào. Wait a second. Bạn Đặng xem nào. Bạn Đặng này. Đọc theo thầy nào. Repeat after me. Doubt. Doubt. Âm tin nào. Doubt. Doubt. Kills more dreams. Kill more dreams. Dream, dreams. Dreams. Than failure ever will. Than failure ever will. Đọc đây nào. Will. Will. Okay, good. All right. Okay, so that's it for today, okay? Okay. Okay, good. Đây là phần này đến đây kết thúc gọn nhá. Mình sẽ nghỉ giải lao một chút. Mình sẽ nghỉ giải lao một chút. Gọn, comment là take a break xem nào. Take a break. Take a break. Okay, good. Take a break. Comment này, take a break, okay? Nghỉ giải lao một chút gọn nhá. Nghỉ giải lao. Okay, take a break. Bạn nhanh nghỉ giải lao một chút đi. Mình sẽ học tiếp. Okay, take a break. Okay.